Xin chào cả nhà. Hôm nay Nhung đã trải nghiệm lần đầu tiên làm món pate thăn lườn gà và bí ngô để cho các bé ăn cho nó rất là tốt cho đường ruột của các bé và cũng tốt cho cả thận của các bé nữa. Đấy, việc ăn nhiều hạt thì cũng thực sự là cũng không 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 tốt cho lắm. Vì Nhung cũng đã rút kinh nghiệm từ bé Pacman rồi, thì bé Pacman cũng là ăn nhiều, rất là nhiều hạt và dẫn tới là bị bí tiểu. Cho nên là đến các bé bây giờ thì hầu hết là Nhung đều cho ăn ăn tự nhiên. Thế có thể là Nhung cho ăn thịt thịt nạc luộc, hoặc là Nhung cho ăn thịt gì nhỉ, tràng chim. Mình có thể là mua hoặc là xin ở những cửa hàng bán chim chim cút ý, chim cút hoặc là chim bồ câu. Thế và món ăn tiếp theo mà của các bé thường thông thường hay ăn đó là các bé uống sữa. Thì lúc nhỏ thì các bé sẽ uống sữa bio for pets, và sau đó thì khi mà lớn hơn một chút, ví dụ như là bé bé bơ này, thì 1 tháng đầu tiên thì cũng ăn, cũng uống sữa bio for pets. Và đến thời điểm đây, sữa đây, sữa thì chỉ ăn ấy thôi, chỉ cháu chỉ ăn là thịt thăn thôi, chứ còn nếu mà nấu mà trộn như thế này thì cháu chưa quen. Thế nhưng mà hôm nay mẹ cháu cũng tập thử nấu lần đầu tiên để xem là các bé có trải nghiệm ăn không. Thì hôm trước thì cũng có một cái hộp pate của cô An gửi về. À, pate là mẹ chỗ mẹ của bé Caramel, chủ nhà cũ của Caramel, thì cô có gửi về một hộp. Thì hôm đấy thì là mang về thì là các bé ăn hết. Lúc đấy là Caramel chưa ăn được, chỉ có kem thôi, kem ăn hết. Thế nhưng có lẽ là hôm đấy là cô Phương, cô An cô nấu nó rất là nhiều thịt gà, và nó có cả gan gan lợn hay là gan gà gì đấy, thì các bé ăn nhanh hơn và ngon hơn. Thế còn ngày hôm nay thì mẹ của các cháu, mẹ Nhung của các bé nấu thì ít, hơi ít thăn gà, thành ra là các bé cũng không hào hứng lắm. Thì cũng có thể coi như là lần này mẹ cháu nấu là bị thất bại đây ạ. Nhưng không sao, mẹ cháu sẽ cố gắng, mẹ cháu sẽ thay đổi đó. Thì các bác thấy nhà cửa dán đi dán lại rất là nhiều lần, bởi vì các bé rất là nghịch, và Nhung cũng chưa biết cách, tìm cách là làm thế nào để cho các bé bớt cào cào tường. Hôm vừa rồi Nhung vừa dán lại đó, thế nhưng mà chỉ được vài hôm thôi, chắc là các bé lại cậy ra thôi. À, bây giờ hôm nay thì vừng đen cũng đã lò mò đứng dậy và đi lại rồi. Thực sự là bé vừng đen trong mấy ngày vừa qua làm cho mẹ cháu nín thở chờ đợi. Thật sự là mẹ cháu cũng đã đối diện với việc là cháu cũng sẽ không qua khỏi đâu ạ. Bởi vì là cách đây 3 hôm thì cháu ở trong trạng thái, tình trạng là 2 hay là 3 hôm gì đấy, là cháu trong tình trạng là khó đi lại rồi ạ. Và mũi thì thở rất là khó, mũi thở thò lò mũi xanh rất khó và nôn ống ọc ra. Thì hôm trước mẹ cháu cũng đã cẩn thận để đưa cháu đi đi khám rồi, đi xét nghiệm, đi làm 2 cái xét nghiệm, thì cũng bác sĩ thú y cũng cũng đã chẩn đoán cháu là không bị, không hề bị giảm bạch cầu, và cháu cũng không bị những cái bệnh truyền nhiễm gì nặng nề. Chỉ có điều là cháu cũng vẫn là do là cái trong vòng 1 năm vừa qua thì khi mà cháu ở với chủ cũ đi, thì các cô chủ cũ cũng bị ốm, bị bệnh ấy, thì cũng gần như cũng ít có thời gian để chăm sóc cho cháu. Thế thành ra là cái mũi của cháu nó cứ thò lò suốt luôn đấy. Thế mũi thò lò này, thế rồi là đi ngoài liên tiếp mà không, gần như không có cái biểu hiện suyên giảm. Thế và hôm nay thì trộm vía cháu đã đứng dậy rồi, và làm sao để cho bé vừng đen có thể có một cái sự hồi phục kỳ diệu như thế này, thì cũng có một số những cách mà mẹ cháu đã sử dụng. Là mẹ cháu cũng đã cho cháu uống cái thuốc mà đây, mẹ cháu phải vào đây phải lấy cái thuốc này để quay cho các bác quên. Đây ạ. Anna
Đây cái hộp này. Đây là tủ thuốc của cả gia đình nhà cháu. Canaforum là dùng cho trẻ em. Thuốc này là thuốc của Nga. Thuốc của Nga. Và hộp này có 20 viên. 20 viên vào mỗi một ngày. Mỗi một ngày mẹ cháu cho một viên vào trong cốc nước để tức là để ngâm ra nước và lấy xi lanh nhỏ bơm vào mồm cho cháu. Và cái mũi của cháu thì mẹ cháu đã điều trị bằng thuốc là Zecatadusan. Và thuốc này dùng để nhỏ cả mắt, cả mũi, cả tai. Và mẹ cháu đã sử dụng cái thuốc này và nhỏ cho cháu rất là hiệu quả. Và cháu cũng đã gần như là đỡ được rất là nhiều, đỡ đến 80% sụt xịt. Còn đi ngoài thì vẫn là đây, công thức mà không thay đổi đó là berberine ạ. Đó, berberine thì bây giờ mẹ cháu làm cái liều nó nhỏ thôi, chỉ có 3 viên berberine thôi, rất là dễ uống và mẹ cháu bơm vào miệng cháu đều đều trong ngày. Và vitamin B1 ạ. Nó B1, B1, B7 ạ. Thì mẹ cháu cho cháu uống 3 viên B1 cũng như là 3 viên berberine. Thế và rồi cái nấm ngứa thì mẹ cháu có cho cháu bôi cái này. Cái nấm thuốc trị nấm thì mẹ cháu cũng cho bôi cái thuốc trị nấm của em Kem là Gentrisol. Đó. Thế và cũng rất là nỗ lực. Ngoài ra thì cái mũi thì mẹ cháu sử dụng cái lọ nước muối sinh lý này, mua rất là nhiều và bây giờ chỉ còn lại một lọ thôi. Hết tại mua. Đó. Thế và cái hộp này là mẹ cháu mua 95.000. 95.000 ở cửa hàng thuốc Phúc Hưng ở dưới đầu ở dưới đường mặt đường Lương Đình Của. Thế còn đi ngoài thì cũng có mẹ trong tủ thuốc của nhà cháu cũng có thuốc Biceptone này, rồi cũng có Smeta này. Đó. Thế rồi là nấm ngứa thì có Gentrisol này. Đó. Thế và để trị giận. Đây đây mẹ cháu có cái lọ này. Cũng rất là rẻ tiền thôi nhưng rất là hiệu quả. Có 20.000 thôi ạ. Đó. Là chấm vào lưng ạ và rất là hiệu quả, khỏi luôn. Đó. Thì đây là cái tủ thuốc mini của gia đình nhà cháu. Đó. Chủ yếu hiện tại bây giờ vì chủ yếu là thuốc của các cháu thôi ạ. Đó. Đấy thì bây giờ mẹ cháu tiếp tục ra đây để quay tiếp là cái thuốc hôm qua mà vừa mua cho cháu đây ạ. Đây là mua cái chai nước muối sinh lý này và mua cái chai Genofa để tắm. Dung dịch dùng ngoài dùng để tắm trị nấm cho đấy, đây là chính là cái chai dung dịch vệ sinh đấy, nhưng mà chai này rất là tốt khi mà mang về tắm cho các bé cún này là nó sẽ khỏi được nấm ngứa. Đấy. Thế và cũng xin cảm ơn các bác, các cô, các chú đã cổ vũ và động viên cho mẹ cháu có động lực để chia sẻ những video của các cháu. Và buổi sáng ngày hôm nay thì có thể nói là cái món pate với cả lườn gà của mẹ cháu chưa thành công. Có mỗi hai bé ăn, đó là bé Caramel, bé vừng đen có ăn một tí xíu và Kem có ăn một tí xíu, còn lại thì các bé gần như không ăn. Cũng có thể là do các bé vừa mới ăn hạt xong cho nên là các bé cũng không ăn. Thế nhưng cũng có thể là nguyên nhân nữa đó là nhung say nhiều bí ngô quá. Để chắc là Nhung sẽ phải mua thêm lườn gà để bổ sung vào và sẽ phải xay lại thôi. Đó, xay nhiều quá nhiều bí ngô thì cảm giác như các bé phải ăn chay nhiều quá thì các bé sẽ không thích ăn. Đó. Vì chó mèo thì nó vẫn thích ăn thịt mà. Mà mình thì xay nhiều quá nhiều bí ngô thì mình xay kiểu như mình ăn ấy, tức là theo kiểu ăn chay thì đúng là các bé sẽ hơi khó ăn. Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của các quý vị và các anh chị đã cổ vũ cho Nhung. Và đây, cái giường hôm qua nhà cháu đây ạ. Nhà cháu hôm qua là các cháu nằm ở cái giường này ạ. Đấy, mọi hôm thì nằm ở trong này ạ. Đó, thế nhưng hôm nay mẹ cháu đã dựng đệm dậy rồi. Thế và mẹ cháu ngủ ở đây ạ. Đó. Bơ Kem và bơ vàng đây ạ. Còn sữa thì làm tiêu nghỉu ở đây ạ. Sữa thì
thích uống sữa lắm, bây giờ thì pha một bát sữa là uống luôn. Lát nữa mẹ cháu sẽ pha sữa cho. Đấy, còn vừng đen thì cũng đã trộm vía, cũng đã chạy nhảy được rồi. Trộm vía đúng là nhờ trời, ngày hôm qua mẹ cháu cũng có nói là con mà không cố gắng thì đúng thực sự là mẹ không còn cách nào để cứu con đâu, bởi vì cũng đã nể hết sức nỗ lực rồi. Mẹ cháu vào đây cháu nằm đi ạ. Cháu vào đây cháu nằm ngủ đi ạ. Cháu nằm nghỉ ngơi ạ. Thế con ở đây trong đấy nhá, ngoan nhá. Thế mẹ chuẩn bị tắt video rồi mẹ đi xuống dưới chợ mẹ mua thêm thịt gà mẹ xay lại bí ngô để làm pate cho con ăn nhá. Là nhiều bí ngô quá, nhỉ, cả một quả bí ngô to mà có mỗi một miếng lườn gà bé tí xíu. Gần như chỉ có ngửi thấy mùi gà thôi, các bé thì không ưng là đúng rồi. Nào, thêm mấy đứa này. Kem sao lại còn trêu gì đấy? Sữa nè. Kem này, cháu Kem này thì nghịch lắm nhưng mà nó tình cảm nhất luôn, yêu mẹ nhất luôn. Đây còn đây là bơ vàng ạ, à. Bơ vàng hôm qua bị phạt. Cháu bơ vàng hôm qua bị phạt vì tội là đi lên trên tầng thượng rồi nhảy xuống làm gãy cái cây kia của mẹ cháu rồi. Đấy, chỗ kia là mất một cái chậu cây rồi, gãy gãy một cây nha đam rất là đẹp của mẹ cháu. Nên là bị đánh đít và bị phạt ở trong chuồng suốt cả một tối hôm qua. Và đến sáng nay cháu mới được thả ra đi ạ. À. Thế con chào các bác, các cô, các chú nhá. Con cảm ơn các bác, các cô, các chú đã ủng hộ những video của gia đình nhà con. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.